Câu chuyện là, đêm qua thằng khỉ mất ngủ, thế là nó đeo kính râm nằm phơi nắng cả đêm. Sáng ra đói quá nó lục lọi khắp nhà chả có gì cho vào lỗ mồm. Vừa may nó tìm thấy quả lê, thế là nó nghĩ ngay tới món kẹo dẻo và nhanh như rùa bò nó bắt tay vào làm ngay. Nó thái lê thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn hoa quả ra. Khi thấy đã được, nó bắt đầu rót nước cốt hoa quả ra một cái chảo. Sau đó nó dùng thìa khuấy cho thật đều lên và nếm thử phát xem độ mặn nhạt thế nào. Và sau đó kẹo rơi là tả ra đĩa, thế là đã hoàn thành món kẹo. Nó bê ra bàn, gọi thằng vịt ra, hai đứa vừa ăn hoa quả, vừa ăn kẹo và kể cho nhau nghe những tin tức về tình hình thế giới mà hai đứa vừa cập nhật được từ bà bán cá mắm và bà bán mắm tôm ngoài đầu làng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube H3P TV. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.